Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Ở tù vì cãi nhau to tiếng. Bill Richin, 60 tuổi và vợ là Elizabeth, 56 tuổi, ở thị trấn Great Yarmouth, Anh Quốc, thường cãi nhau to tiếng mỗi khi có mâu thuẫn trong gia đình. Sự việc thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những gia đình lân cận. Đã ba lần, cả hai vợ chồng bị mời ra tòa về tội làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Lần cuối cùng vào đầu tháng 8 năm 1993, cả hai đã to tiếng cãi vã nhau trong vòng 14 tiếng đồng hồ. Những người ở cách xa 500 mét cũng nghe tiếng cãi vã và la hét của đôi vợ chồng này. Bị những người láng giềng đưa đơn kiện, đôi vợ chồng Gretchen được điều ra tòa và bị kêu án 15 ngày tù, với điều kiện giam họ trong hai nhà giam cách nhau 160 cây số. Đồng thời, cả hai phải cam kết trước tòa rằng từ nay sẽ không cãi lộn lớn tiếng, ảnh hưởng đến người khác nữa. Gia đình là nơi dễ dàng xảy ra xung đột nhất. Vì thế người ta có câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở chốn hẻo lánh, không có người để phải va chạm, có lẽ dễ tu thân hơn là sống với một ông chồng gàn dở, độc đoán, hoặc một bà vợ lười biếng, lắm lời. Bí quyết để gìn giữ sự cân bằng trong quan hệ gia đình là phải có tinh thần chịu đựng và biết tôn trọng lẫn nhau. Trước hết là phải chịu đựng. Nhưng khi đã quá sức chịu đựng mà cần phải đối thoại, thì nên nói với nhau trong sự tôn trọng. Đừng dùng những lời lẽ thóa mạ danh dự nhau. Đừng xúc phạm nhân phẩm nhau. Điều đó thật quá ê chề. Dù cho khi mọi việc đã được giải quyết xong, thì những tổn thương ấy vẫn còn mãi, như vết sẹo không bao giờ mất. Ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng muốn được tha thứ. Vì thế, khi có mâu thuẫn, đừng bao giờ làm nhục người kia và cũng đừng đem hết mọi lỗi lầm của quá khứ để lập thành một bản cáo trạng. Câu gốc suy gẫm: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thành nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Châm ngôn đoạn 15, câu 1, câu 2. Amen.